chất lượng của em thì cái dòng sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ tiểu đường cho nó em, cho mẹ em, và khi được hỗ trợ sức khỏe cho mẹ mọi người và ngày càng mình em càng khỏe hơn, thì là chị hiểu và anh và em biết thôi để nói thì cho em thấy một chính sách kinh doanh về từ cái sản phẩm này, và em sẽ từ em tìm hiểu và em sử dụng đầu tiên là cái nước găng và dẫn dưỡng, nên em cải thiện cái điểm chính mình, và em có hồi đó em có bệnh gì găng là bệnh mãn bát viêm găng, mỗi lần đi cạo viêm găng là coi như là viêm ngày tháng đó là viêm găng của em rồi, em không ăn được gì hết, em chỉ hút cháo thôi. Nhưng mà sau khi sử dụng phẩm của viêm cải tơ em quay rồi thì 3 tháng qua em không có cần bị cạo viêm găng nữa, và em rất tự tin là nói là mình đã hết được bệnh rồi. Giới thiệu kem đánh răng Crystal hoàn toàn mới. Kem đánh răng Crystal Multi Action với chiết xuất thiên nhiên giúp làm sáng màng răng, làm sạch răng an toàn và hiệu quả. Kem đánh răng giúp bổ sung fluoride cùng với công nghệ Reminat hỗ trợ bảo vệ màng răng, giữ răng chắc khỏe và chống sâu răng tốt hơn. Thành phần có nguồn gốc từ thực vật như tinh dầu bạc hà từ trang trại Nutrilite, mang đến hơi thở tự tin, thơm mát. Như kem này xài hàng ngày nè cả nhà. Mà nó đã ngọt mũi ha, kem này hàng ngày cũng quen. Dạ, cảm ơn. Như hàng ngày mình đánh răng á, thường là mình chét rất là nhiều. Còn kem chà đá tơ á, thì là mình chỉ chét được một hàm mắt thôi, với ngoài hàm mắt thôi. Là mình đánh cũng trong vòng 1-2 phút thì thôi. Bây giờ em để lên giấy là em để đây ha, rồi em nói về em dùng sản phẩm cái này nha. Kem Brighter này nè, làm xúc khô mình chỉ làm ướt và giãn nhanh thôi, còn sử dụng vào mặt lậu lên găng mình thì mình sẽ giúp tái phấn lên găng của mình, và nó giảm mình ý thức viêm găng và ngăn người sâu găng, trắng găng và giảm thiểu mồ hôi miệng của mình. Nhưng với anh nam hút thuốc lá lại cần người yêu nữa, yêu quá kỳ mùi đó, nhưng mà khi xài cái tên này được nghe tôi tin rằng không còn mùi nữa. Để nói chung sản phẩm của mình là sản phẩm chứng minh chứ không biện minh, tại vì bây giờ em sẽ chứng minh cho cả nhà tại sao mà nó cửa mùi của miệng mình nha. Nghe tỏi nè, tỏi là tượng trưng cho mùi thuốc lá, mùi mấy mùi mà ấm tơ, mùi mấy mùi mà ăn mùi nặng á. Như mắm chay đúng không? Như cái anh mắm thuốc lá rồi nè. Ôi, chị dưỡng tỏi đi, chị trà nó dính vô sớ rồi. Chị có giữ tỏi không chị? Dạ không? Giữ đây là nồng lắm không? Quá nồng luôn rồi. Như chén kem bình thường của mình nè, là xài một lần là một chấu ngã rồi,
nên trồng 1-2 tháng là hết rồi. Mà chai cũng tầm là 3-40 ngàn một chai rồi, thì tính ra là một tháng mình xài khoảng 20 ngàn đi, nhưng mà nó sẽ khiến mãi mình những cái sâu như sâu răng nè, có như nhăn nè. Cả nhà có khi nào mà mình suy nghĩ là ủa sao mình nhặt xuống căng 2 ngày cũng 2 lần, cứ ngày 3 lần luôn, mà càng đắng thì răng càng hư, mình càng đắng thì mùi không có hết mùi răng, giống như mùi những cái mùi mà giống lá rồi đó. Mà ví dụ em còn xem kem vệ tơ của mình á, là một chai á là 700 hạt, là tương đương với một ngày như cho mình xài những lúc mà mình xài bất cẩn mình nặng nhiều đi, bị xuất hiện nhiều đi, thì cũng một xài tầm 1 năm thì thành 10 tháng, thì 1 tháng cũng 4.200 đồng thôi. Mà trong như mình giúp mình lại là tái khoáng men gan của mình nữa, và người sâu gan rất là cao. Và em còn phát hiện công dụng của kem này nữa là ở nhà em có 2 đứa bé, mà mỗi lần em thấy nó xuất hiện là kem nước ngâm bia ớt ngọt của mình á, là xuất hiện xong nó ổn ố, nó mẹ con không chịu xuất hiện đâu, khó chịu quá. Mà khi em hay xài kem gan này, em đem về em thử con em cho em con xuất hiện á, thì con em không hết tình trạng đó nữa. Lúc trước thì cứ nghĩ nó dầu ngựa không, mà cháu sĩ con chỉ dầu ngựa xuống hút hoài mà nó không hết, và khi xài thì nó lại là nó hết cho luôn. Và em mới phát hiện là không phải con mình nó bị dầu ngựa, mà là mình kem bình thường cho quá chất á, là cho nó thúc rồi nó nuốt vô, nó biết ăn nuốt vô thì cũng cứ ồ vô ồ hoài. Mà mỗi lần con nhỏ 4 tuổi của em á, mỗi lần nó con xuất hiện nó kiếm chạy kem ra để cho cha mẹ thúc kem này. Bên sinh học của mình nè, là mình chà cỡ nào cũng cái men gan mình con ra nè, cái nhà thấy không? Còn khi mà bên kem thường ngày mình xúc trong nhà mình nè, bà cảm thấy nè, gia đình của mình hay xúc hàng ngày nè, cả nhà thấy không? Nó ra màu. Hồi đó giờ em mới hiểu là, bây giờ em mới hiểu là lý do tại sao mà em ngày ngày em càng xúc mà gan càng hư. Thank you.